người này đến người kia mà từ chối thì thấy tội nghiệp vậy, cứ ngồi hoài. Đang pha không toàn pha hơi bộ luôn rồi. 6 cây thôi. Thôi lấy cứ 2 cây đi con. À là buổi sáng ở đây cô ăn bánh canh. Không có, nhà bán bánh xào. Thế là ngày mai lại nghỉ việc vì đông người thăm à? Không có, làm cô bán có xíu buổi sáng hả? Thì con nha, nó làm á, nó đứa thì cắt tải, thì đứa thì làm chạy giò, mỗi đứa mỗi việc. Ủa cô bình thường là nó cứ nằm trước vậy thôi hả cô? À, không có, thì chiều tới 3 giờ nó ra nó đi vệ sinh xong bắt đầu nó nằm đó. À, nó nằm nó chơi rồi đó. Nó không có xe xong rồi chán rồi lát rồi tự động nó đi luôn. Sao cô không để cho nó vệ sinh ở trong cái góc nào, ở nhà vệ sinh nhà hay gì đó? Nhà tắm nó vô không được nữa, tại vì cô mới vừa sửa nhà xong. À. Chứ hồi trước thì nó có cái đằng sau thì nó đi ra, nó là mình đó mình hốt. Mà bây giờ ở nhà tắm nó vô, nó vô thì được nhưng mà nó ra không được. Nó bực quá. Ngày trước cô mới nuôi nó thì nó bao nhiêu ký cô? Cô mua nó thì khoảng 2 ký à. Nó bé lắm, nó bé tí xíu mà. Từ một cô gái 2 ký. Mất thơm rồi quá trời. Đây là nhờ các bạn người dân ở đây này. Họ cứ quay ra đây họ thích. Ở đâu cũng vậy á, ở đâu chặt cũng vậy á. Cô đây. Thấy bạn này tò mò hay đến đây thích để xem heo này. Cái mũi nó hay bị nhớ mũi quá rồi. Uống nước xong á. Nó mới uống nước, cái nước vô quá bây giờ nó chạy ra. Thế bảo nó ăn trái cây nó nhận hột được à cô? Ừ, nó ăn nó lừa được đó. Ăn táo hay ăn chôm chôm hay ăn nhãn rồi nó ăn rồi nó lừa được. Cho bé ngồi là chứ nó ăn cái gì mà cái dù mà gì mà nó có sơ á. Nó buồn buồn như cái cọng rau cái gì mà nó có sơ như bọt bí rồi. Cái su á. Thôi, leo ăn mà nó cái sơ á là con đồ đó là nó nhai một hơi nó nhả như giống như cái người ăn chầu á. Nó có một miếng tròn y như ăn chầu làm sao nó nhảy vậy. Sao có nhiều con vật mà sao cô lại chọn cái con heo này về nuôi cái đợt này đấy là cô như thế nào? Tại trong cái lúc mà thường nhân đi chợ thì có đôi khi hồi đó cũng có coi nó cũng thích. Thì nó nói mẹ mua. Không mua heo là nó dơ á. Tại vì thường thường heo là nó đâu có phải nó như nó lời như cái gì như con chó mình ra nó được. Cái đi chợ nó là cô mới thấy vậy á. Ông đông bán cô đừng mua thôi, cô chợ đồ nhiều quá. Chạy luôn, chạy một khoảng xa lắm. Nó bắt đầu con heo lại quay lại mua con heo nó. Hay mua thì cô bắt con nào nhỏ thì cô bắt rồi chứ còn to có mình về mình mua nó lại mua quá. Mình đã nuôi tiễn mà. Trời sợ cảm ơn gì nó càng to càng nó càng to. Mà ăn thì đâu dám cho nó ăn nhiều đâu. Ăn cái mùa cơm thì mình cho nó một tô cơm với chén canh trang chung với cơm nữa là nó ăn một tô. Thế nó đói nó không đòi à? Nó chẳng đòi gì, nó ngoan lắm, nó cứ thấy nó nằm vậy đó. Cho ăn cho thôi, nó cứ nằm im luôn. Đứng lên. Giờ đi, giờ đi. Tại có thể đi nghe qua đây, cũng thấy nó ăn thôi. Mày bê nó về chứ được. Từ sáng đến giờ đông người đến xem không cô? Đấy, chưa chiều kẹt cả xe. Quá là bạn con hỏi địa chỉ quá trời luôn. Thấy con làm đúng phì nhé, xong nó về nó hỏi. Nói chung từ sáng giờ cô Nga chẳng làm mấy ngày nay, 3 ngày, 4 ngày nay, cô làm cả tối. Cô làm gì vậy? Nhưng mà VTV chưa tới đó cô? Hả? VTV tới chưa cô? Chưa. Ơ chụp chụp lại lên đó thôi. VTV kiểu gì cũng tới. Thôi rồi mai rồi cô có thế đâu. Nhưng mà cô có ngờ là sao nó lại thông minh như vậy không? Cô có dạy nó cái gì không? Chẳng có dạy, nuôi về tự nhiên nó còn thấy nó khôn nữa. Cho nó dạy tôi với mình. Coi nó như là con mình, em cứ nằm ôm ấp đó là mình thương nó vậy á. Nhưng mà ở đây bán hàng bán quán là nhiều người ra vào, người ta có ngạc nhiên như thế nào vậy cô? Có chứ, người ta cũng qua thấy con heo cắn kiếm tiền. Người ta hỏi, ủa chị nuôi con heo hả? Nói không. Thấy chị là cô nuôi ở đâu? Ở trường á, ở trong nhà cho nuôi. Thì nó ngủ chung. Thì ở trong nhà nó nằm đâu, nằm nghiêm nó rõ. Thế rồi ta hỏi con trước câu sau là người ta hỏi nó đi vệ sinh ở đâu. Ai cứ 10 người hết 10 người hỏi đi vệ sinh. Bán cái cây rồi, mang cái cây rồi. Không chọn nó, hồi nào ăn nó chọn. Bán cái cây khi nó bứt mặt rồi. Cô tính bán nó không cô?
không, cô mua bán đó mà cô bán thì nhiều người hỏi mua lắm mà cô đâu có bán. Dạ. Vì sao mình đi mình bán mình cầm cái số tiền tiêu, mình cô thì giàu thì không có giàu. Nhưng mà chủ quan coi như là nói về bán, mình bán mình cầm nó 10 triệu hay 100 triệu đi nữa rồi nó cũng sẽ hết, mà mình nuôi nó để làm cái vui cho mình. Rồi những khi mình buồn buồn hay đi đâu về mình có đó. Có giờ cô đi xa mấy ngày mà cô nhớ nó không? Nhớ chứ, sáng chung cũng có đi đi Cà Mau, đi cả nhà rồi đi nhốt nó trong nhà. Rồi về nó nằm trong nhà này. Về tới giờ này về bắt đầu mở cửa cho nó ăn. Nó nằm ở đây nó chờ đi đái, nó đi chợ. À, khôn thế. Tới bây giờ cô nuôi được mấy tháng rồi cô? 16 tháng. À, 16 tháng rồi. Dạ. Thôi, nằm rồi. Không, đang kéo nằm rồi. Dễ thương quá. Bây giờ có con thử là bao nhiêu ạ? Đâu con ấy rồi. Đâu em cưng á, chứ em nằm cứ hơn á. Em 80 kiếm nằm trước bên em bằng đó. Nhưng mà nó phải nặng cái này. Nó phải hơn tạ rồi. Ừ không chắc. Em 80 kiếm em nằm nhưng còn phu nó nữa. Mà thấy cái hình nó còn nhỏ, bây giờ thấy thôi, thấy ghê rồi. Chị mất phơm rồi. Không, hồi xưa hình nhiều lắm mà xóa rồi, tôi gieo nữa. Hai nó dí nhau, cắn nhau vui lắm. Mất cái hình. Trời ơi là trời. Cái lưng đen xì hả? Hãy subscribe.